Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Bắp Tân Bình, quận 12, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage và website nhadathuyhung.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video tiếp theo ngày hôm nay, Huy Hùng sẽ đưa chúng ta đến tham quan một căn nhà mặt tiền đường số thuộc đường Thống Nhất và Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Một căn nhà mặt tiền đường thuận tiện vừa ở vừa muốn bán cho thuê. Và căn nhà chúng ta ngày hôm nay thì có hướng chính bắc và đang có diện tích khuôn viên đất là ngang 4m2, độ dài lên tới 16m, thiết kế một trệt một lửng 4 lầu. Một căn nhà phố rất là đẹp, vị trí mặt tiền đường, khu kinh doanh buôn bán sầm uất và đông đúc. Và điều đặc biệt căn nhà này thì chủ nhà đang ngộp nặng và giảm sâu tới 2 tỷ 500 triệu đồng bán nhanh cho cô bác anh chị thiện chí mua. Một căn nhà mặt tiền đường và giá bán bây giờ vô cùng hợp lý và cực kỳ hấp dẫn cho quý vị đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Một căn nhà mặt tiền đường vô cùng đông đúc, thuận tiện ở làm phòng ty cho thuê. Một căn nhà rất là đẹp, mặt tiền đường thiết kế một trệt một lửng và 4 tầng lầu hướng chính bắc. Con đường này rất là đông, kề bên trường học, sát bên có nhà thờ, bệnh viện, siêu thị, công viên làng hoa. Vị trí vô cùng đắc địa, thuận tiện cho đại gia đình chúng ta vừa ở vừa làm phòng công ty. Và chủ nhà đang cần thanh khoản nhanh, ra nhanh căn nhà này với giá bán lỗ tới 2 tỷ 500 triệu đồng nha quý vị. Một căn nhà mà bên nhà đất Huy Hùng chào bán ra bây giờ, nói ra cái giá thì quý vị sẽ thấy quá rẻ luôn nha mọi người. Giá bán bây giờ bên nhà đất Huy Hùng chào bán cho căn này, căn nhà mặt tiền đường, chỉ còn lại là 14 tỷ 100 triệu đồng thôi. Quý anh chị có bác quan tâm thì hãy gọi cho Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình. Và quý vị sẽ cùng em di chuyển vào bên trong căn nhà mặt tiền đường này. Căn nhà này thì có hai lớp cửa bên ngoài, một khu vực gara đậu xe hơi dài khoảng tầm 6m, quý vị đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Khu vực nền gara xe hơi được ốp gạch 80 và hai bên tường có sơn màu trắng. Phía dưới nền thì có đổ bê tông, trên trần thì có đèn LED và đèn trên tường chiếu sáng cho không gian phòng khách cũng như là gara xe hơi dưới tầng trệt của nhà mình. Và nhà này thì thiết kế theo mẫu kiến trúc lưỡng ngược và lệch tầng nha quý vị. Dưới khu vực cầu thang sẽ là không gian phòng vệ sinh dưới tầng trệt, bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen. Khu vực phía sau sẽ cao hơn phía trước tới 5 bậc. Kế bên thì quý vị sẽ có ô giếng trời nhỏ và một không gian phòng khách phía sau rất là tuyệt vời. Nhà này thì có ô giếng trời nhỏ ngay ở dưới nhà nên quý vị cũng có thể gắn thang máy kính 350kg nha quý vị. Và ở đây thì quý vị sẽ có một không gian phòng khách phía sau ở khu vực lưng ngược này. Khu vực không gian phòng khách này thì quý vị sẽ có đèn trần, đèn LED phía sau thì có ốp nhựa trang trí kết hợp với máy lạnh Toshiba tặng kèm, cộng theo là màn hình TV 65 inch kết hợp với sofa và tủ kệ TV. Căn nhà chúng ta thiết kế một trệt một lửng và 4 tầng lầu. Nhà thì quý vị sẽ có gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 5 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ, một phòng tập gym, sông hơi thư giãn kết hợp với sân thượng trước và sau. Và hướng nhà đang là hướng chính bắc, phù hợp cho cô bác anh chị đại gia đình mình thuộc mệnh phong thủy là đông tứ trạch. Quý anh chị cô bác đang tìm một căn nhà mặt tiền để vừa ở vừa làm phòng công ty hoặc cho thuê, có thể kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ và mở văn phòng công ty hay là làm showroom spa, thì đây là một sản phẩm rất là hợp lý cho quý vị anh chị chúng ta đến tham quan và sở hữu trong buổi chiều ngày hôm nay. Và giá bán chủ nhà đang giảm sốc, giảm sâu tới 2 tỷ 500 triệu đồng bán nhanh. Giá bán bây giờ bên nhà đất Huy Hùng chào bán cho căn này, quý vị lưu ý chỉ còn 14 tỷ hơn một tí thôi, 14 tỷ 100 và còn thương lượng mạnh nha quý vị. Quý chị cô bác quan tâm đến căn nhà ngộp, chủ nhà đang cần bán nhanh với giá tốt vô cùng rẻ cho một căn nhà mặt tiền đường ngay đường số của đường Thống Nhất, sát bên trường học Nguyễn Du, kề bên là khu dân cư Cityland, City Lotte Mart, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, và di chuyển qua sân bay Tân Nhất khoảng tầm 5 đến 10 phút đi xe máy và đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 phút đi xe máy, thì đây là một sản phẩm nhà phố rất là đẹp trong buổi chiều ngày hôm nay. Và quý vị đang cùng em di chuyển lên không gian lưng ngược, không gian phòng bếp với đầy đủ nội thất tặng kèm, bao gồm bàn ăn 6 ghế, tủ bếp trên dưới, bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa chén bát, máy lạnh Toshiba. Kết hợp với không gian bếp bên ngoài này thì quý vị sẽ có một không gian ban công cực kỳ chill với bộ bàn ghế mây bên ngoài và khu vực không gian cây xanh với ban công vô cùng thoáng mát, và ngoài thì có lan can kính cao kết hợp với tay vịn được làm bằng chất liệu là nhôm. Ở trước đây là con đường rất là thông và nhộn nhịp đông đúc. Quý vị thấy con đường này phải nói là cực kỳ sầm uất nhá. Kế bên thì quý vị sẽ có quán bán điện thoại rồi quán câu lạc bộ pizza, và từ cái không gian sân thượng ngay bếp này thì quý vị sẽ nhìn lên được cái mặt tiền mặt chính căn nhà phố hiện đại của mình rất là lung linh trong buổi chiều ngày hôm nay. Và với một không gian bếp có sân thượng như thế này thì quý vị sẽ có hệ thống cửa bốn cánh ra khu vực mặt tiền chính này. Không gian bếp thì chủ có ốp nhựa trang trí dán giấy treo tranh, bên trên trần thì có ốp nhựa trang trí, có tủ lạnh, bếp âm, máy rửa chén bát, lò nướng, lò khí sóng đầy đủ luôn cho quý vị sử dụng nha. Quý vị mua căn này thì chỉ việc xách ba ly quần áo về ở thôi.
Quý anh chị cô bác đang tìm nhà ngộp, đang tìm nhà rẻ mặt tiền đường để thuận tiện cho việc ở làm phòng công ty, cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa của đại gia đình mình, thì còn chần chừ gì mà không gọi ngay cho Nhà Đất Huy Hùng theo hai số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình. Nếu chúng ta đến tham quan căn nhà phố ngang 4m2, độ dài 16m và diện tích xây dựng của căn nhà là ngang 4m2, độ dài lên tới 14m, được xây mới 100%, thiết kế đẹp, nội thất cao cấp tặng kèm, sổ hồng riêng, giấy tờ hoàn công đã có sẵn, quý anh chị mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Ngoài ra thì phía anh chị chủ nhà còn hỗ trợ chúng ta vay ngân hàng lên tới 60-80%. Và quý anh chị cô bác đang cùng Huy Hùng đến với không gian phòng ngủ số 1, phòng ngủ phía trước với hệ thống cửa 4 cánh ra ban công bên ngoài lên tới 1m2, có giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo đóng đụng trần và máy lạnh Toshiba một ngựa. Đây là không gian phòng ngủ đầu tiên. Tất cả các phòng ngủ căn nhà đều có phòng vệ sinh trong, bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, gương soi, đèn led, tủ kệ để đồ và phòng vệ sinh ốp gạch phun trần. Nhà lệch tầng nên phía sau sẽ cao hơn phía trước là 5 bậc nha quý vị. Và ở giữa nhà thì quý vị sẽ có một khoảng giếng trời nhỏ này. Cái khoảng giếng trời này thì quý vị có thể để giếng trời hoặc quý vị có thể gắn thang máy kính 350kg chẳng hạn cho phục vụ cho căn nhà mình. Do căn nhà mình xây khá cao nhé, một trệt một lửng và 4 tầng lầu nha quý vị. Ở đây thì quý vị đang đến với không gian của phòng ngủ số 2, phòng ngủ với giường ngủ, chăn ga gối đệm, vệ sinh trong, phòng vệ sinh vẫn được ốp gạch phun trần và làm rất là đẹp. Chúng ta sẽ có 5 phòng ngủ được phun nội thất như thế này và ngoài ra thì quý vị còn có một không gian phòng spa kết hợp với phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước và sau nhé. Và căn nhà này thì đang có hướng chính bắc, phù hợp cho cô bác anh chị mình thuộc mệnh phong thủy là đông tứ trạch. Quý anh chị cô bác quan tâm đến căn nhà này thì hãy gọi cho em theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình nha quý vị. Và chúng ta đang tiếp tục đến với không gian lầu trên, khu vực không gian phòng ngủ số 3 và số 4 của căn nhà. Căn nhà này thì nội thất bên trong khá là đẹp và cao cấp nha quý vị. Một căn nhà mặt tiền đường, chủ nhà đang giảm sâu tới 2.500.000.000 bán nhanh. Giá bán bây giờ bên Nhà Đất Huy Hùng chào ra chỉ còn 14.100.000.000 và còn thương lượng thêm nha quý vị. Quý anh chị có bác quan tâm thì đến xem và tham quan thực tế căn nhà, cũng như xem sổ hồng, xem giấy tờ hoàn công và xem pháp lý của căn nhà. Nếu cảm thấy phù hợp với nhu cầu ở, nhu cầu kinh doanh, nhu cầu buôn bán của đại gia đình mình thì chúng ta sẽ gặp trực tiếp chủ nhà để thương lượng giá cả, cũng như là nếu chúng ta có vay ngân hàng thì chủ nhà có thể hỗ trợ chúng ta vay ngân hàng lên tới 60-80% giá trị căn nhà nha quý vị. Và điều đặc biệt là khi mua thì toàn bộ nội thất như trong video em Hùng quay sẽ được chủ nhà để lại cho quý vị. Quý anh chị quan tâm căn nhà một trệt một lửng và 4 tầng lầu, có sân thượng trước và sau, có nội thất cao cấp tặng kèm này thì quý vị đến tham quan trực tiếp căn nhà nhé. Nhà Đất Huy Hùng còn rất nhiều những sản phẩm nhà đẹp, giá tốt trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cho quý anh chị cô bác chúng ta đến tham quan và chọn lựa. Quý vị quan tâm thì gọi cho bên Huy Hùng để đến tham quan trực tiếp nhiều những sản phẩm nhà đẹp giá tốt đang được bên em chào bán trên hệ thống kênh YouTube Nhà Đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12 nhé. Và tiếp tục với không gian bên trên thì quý vị đang đến với không gian phòng số 5. Cái không gian phòng số 5 này thì chủ nhà bố trí làm không gian phòng tập gym kết hợp với xông hơi thư giãn nha mọi người. Đây là không gian phòng số 5 của căn nhà này. Phòng này thì quý vị sẽ có máy tập thể dục này, xe đạp này, rồi máy lạnh, vệ sinh trong, cũng như là chúng ta có cả ghế massage này nha quý vị. Ở đây thì chủ nhà đang để làm cái phòng tập gym cho quý vị sử dụng này. Đây là không gian phòng số 5. Giá bán là 14.100.000 đồng, một căn nhà mặt tiền đường, thuận tiện ở làm văn phòng công ty cho thuê, hướng chính bắc và chủ nhà đang giảm sâu tới 2.500.000 đồng. Quý anh chị cô bác quan tâm căn này thì gọi ngay cho em Hùng để đến tham quan và sở hữu căn nhà nhé. Và trên đây thì quý vị sẽ không gian phòng thờ, phòng giặt và khu vực sân phơi đồ, giặt đồ. Ngang 4m2, độ dài 16m, xây dựng là 4m2, độ dài 14m, thiết kế một trệt một lửng 4 lầu, có 5 phòng ngủ, có phòng giặt, phòng thờ đầy đủ và có sân phơi. Và hướng nhà là hướng chính bắc và giá bán chủ nhà đang cần bán nhanh với giá thanh khoản giảm sốc tới 2.500.000 đồng, chỉ còn 14.100.000 thôi. Quý vị cô bác quan tâm đến căn nhà nằm trên mặt tiền đường số của đường Thống Nhất, phường 11 này, sát bên trường học Nguyễn Du thì hãy gọi cho em Hùng để đến tham quan trực tiếp căn nhà. Liên hệ sau nhà bên Hùng, quý vị sẽ được rẻ hơn những cái bán nhà khác từ 200-500.000 đồng. Ngoài ra thì chúng ta còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà, được hỗ trợ vay ngân hàng với giá cao và được mua nhà với giá cực kỳ ưu đãi, cực kỳ hấp dẫn nha quý vị. Ở đây thì chủ nhà có làm thêm cầu thang để chúng ta leo lên trên mái bên trên. Cầu thang thì rất là rộng nha quý vị, leo lên đây thì có thể thăm bên mái bên trên này, rồi chúng ta nhìn ra khu phố xung quanh. Và Huy Hùng leo lên đây để cho mọi người xem một tí này. Trên đây thì có bồn nước này, năng lượng mặt trời, và trên đây thì có ốp gạch luôn nha, rất là sạch sẽ và khang trang.
và giá bán cho căn này là 14 tỷ 100 triệu đồng, giá bán lỗ tới 2 tỷ 500 triệu đồng. Quý chị có bác quan tâm gọi cho em Hùng để đến xem và xíu ngay. Huy Hùng trên kênh YouTube Bán Nhà ở Vấp Tân Bình, xin chào và hẹn gặp lại.